Đây chờ rồi nha. Em còn 5 củ. Này là hoàng này là cái gì? Đó là mới nha mọi người. Mới tinh. Này là này nó bắn bắn là do mình quấn với lại bà bãi. Này hiểu gì? Này rocket nha mọi người. Rocket 07. Lấy có một loại luôn ha. 5 cuộn. 5 cuộn rocket 07. Khá là mới. Thằng 7 nha mọi người. Dây không nói nhanh của Nhật. Thì 5 cuộn này là giá 1.250.000 nha. Tại vì bán 5 cuộn thì em sẽ tính với mức giá là 250 một cuộn ha. Này phi 40 nha, dài 15 mét. Lấy 5 cuộn thì em sẽ tính mức giá là 250 một cuộn ha. Anh có chị của chú là gần hết rồi mọi người. Này ấy em lựa cho khách là còn lẻ tẻ không. Mấy cái này là em lựa lại em để trên kệ nên là còn rất là tốt, nó không bị lủng rồi nha mọi người, không bị lủng. À còn nguyên si nha. 1.250.000 năm cuộn.